Thưa quý vị, thưa các bạn, việc triển khai nền tảng cửa khẩu số là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số quốc gia và là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu. Và việc này, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ giúp các địa phương có cửa khẩu quốc tế nói riêng và cả nước nói chung thuận tiện trong đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa. Tỉnh Lạng Sơn với bước đi tiên phong, sau hơn một năm thí điểm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Lạng Sơn đã cho thấy việc triển khai nền tảng cửa khẩu số là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số quốc gia và là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu. Sử dụng nền tảng cửa khẩu số, các doanh nghiệp chỉ phải kê khai thông tin một lần và kê khai vào bất kỳ lúc nào. Thời gian kê khai thông tin hàng hóa chỉ mất khoảng 2 đến 5 phút, rất thuận lợi. Hơn nữa, các thủ tục được đơn giản hóa và có thể thực hiện từ xa thông qua các phần mềm ứng dụng cài đặt trên các thiết bị thông minh, góp phần giảm những tiêu cực phát sinh trong quá trình thực hiện. Lạng Sơn cũng là tỉnh đầu tiên triển khai thí điểm cái nền tảng cửa khẩu số này. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng có gặp một số các cái khó khăn, ví dụ như là việc tuyên truyền cho các doanh nghiệp và khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Rồi là các cơ quan chức năng mà đang thực hiện thủ công trên các bản giấy để quay sang thực hiện là xử lý trên nền tảng cửa khẩu số thì ban đầu cũng có những cái bỡ ngỡ, những cái nhất định. Sau một thời gian triển khai thì là với sự quyết tâm rồi phối hợp chặt chẽ của các cơ quan lực lượng chức năng cũng như là các doanh nghiệp ủng hộ thì là cái việc mà triển khai nền tảng cửa khẩu số đến cơ bản đến nay là đã thành công. Là cửa ngõ quan trọng, điểm trung chuyển hàng hóa giữa các nước ASEAN tới các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc, cửa khẩu quốc tế Lào Cai giữ vai trò đầu mối tin cậy, thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch thương mại và công nghiệp giữa các địa phương trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Để đáp ứng nhu cầu công việc, tạo đột phá trong hoạt động xuất nhập khẩu, Lào Cai đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng thí điểm cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, hình thành cơ chế một điểm dừng one stop, đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa phục vụ người dân và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần đảm bảo đến năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Cửa khẩu số tại Lào Cai đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo tính công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Phát triển cái nền tảng cửa khẩu số thì chính thức ngày 21 tháng 8 2023 thì chúng tôi đã đưa cái nền tảng cửa khẩu số vào vận hành. Thế và nền tảng cửa khẩu số là cái nền tảng để kết nối dữ liệu giữa các cái nền tảng giải quyết thủ tục hành chính của các cái lực lượng liên ngành có giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu để làm sao mà liên thông để cho các doanh nghiệp khi mà tham gia giải quyết các cái thủ tục trên cửa khẩu thì nắm được cái liên thông được các cái quy trình. Và thứ hai nữa là công khai minh bạch về cái quy trình và để hoạt động tại cửa khẩu khi mà tham gia làm việc các thủ tục, cũng như là giúp cho các cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc tổng hợp, thống kê, nắm bắt tình hình hoạt động điều hành trên hệ thống cửa khẩu, cũng như là giảm được cái chi phí thời gian cho doanh nghiệp, như là những cái thông tin mà phải chia sẻ nhiều lần, phải khai báo lập đi lập lại nhiều lần, thì hiện nay là doanh nghiệp đã khai trên nền tảng cửa khẩu số thì chỉ khai một lần, sẽ không phải khai nhiều lần trên dưới với nhiều thủ tục. Đáng chú ý là toàn bộ hoạt động của cửa khẩu được công khai minh bạch, doanh nghiệp sẽ biết hàng hóa phương tiện của mình đang ở đâu. Công ty mình thì chuyên về xuất nhập khẩu nông sản. Thời gian cao điểm thì mình cũng là doanh nghiệp gọi là nhỏ thôi, trung bình thôi, thì hôm nào nhiều thì tầm khoảng trên 30 xe. Còn ít thì khoảng độ chục xe, hơn chục xe, cả xuất cả nhập, hai chiều. Từ khi tiến hành cửa khẩu số thì đây là bước đầu triển khai ấy. Thực ra lúc đầu thì cũng gặp hơi một chút khó khăn ấy. Xe cộ tại vì mọi người chưa quen ấy, thì vẫn có các bạn hỗ trợ thì thời gian đầu thì có tắc một chút, nhưng mà bây giờ cơ bản là cũng đi vào hoạt động bình thường ấy. Cũng rút ngắn được một số thủ tục bởi vì làm ở trên máy. Thì bây giờ thì mình thấy hoạt động cơ bản là cũng không có cái gì vướng mắc nữa cả, mọi người cũng đã quen hết rồi ấy.
Chúng tôi là doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản. Trước đây, khi nhập khẩu vào thì rất lâu, có khi mất đến vài tiếng, có khi ách tắc mất đến nửa ngày. Trước đây, doanh nghiệp đăng ký bằng giấy không thể biết được trạng thái hàng như đã được báo bốc hay phân công nhân, phân tổ. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm cửa khẩu số thông qua app hay trang web để mở tờ khai hàng hóa, phương tiện lên hệ thống. Điều này giúp doanh nghiệp gặp thuận lợi hơn trong quá trình giao thương hàng hóa qua cửa khẩu. Khi sử dụng nền tảng cửa khẩu số, chúng tôi chỉ phải kê khai thông tin một lần và kê khai trực tuyến từ bất kỳ ở đâu, bất kỳ thời gian nào. Thời gian kê khai thông tin hàng hóa chỉ mất từ 2 đến 5 phút nên rất thuận lợi. Việc ứng dụng các công nghệ mới đã tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa nhanh chóng, kịp thời chia sẻ thông tin giữa các lực lượng quản lý nhà nước trong quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời giúp doanh nghiệp làm thủ tục, tra cứu, theo dõi từ xa, nắm bắt được thủ tục hành chính của doanh nghiệp đang ở công đoạn nào, vướng mắc ở đâu. Phát triển hạ tầng thương mại ngay từ các cửa khẩu quốc tế sẽ góp phần quan trọng trong đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, tránh việc ùn ứ không đáng có như thời gian qua.